Thì mình đang đi tìm lá nha, thì dưới đám cây nè đó thì mình phát hiện một cây lá gọi là lạ lùng luôn á. Nó nằm ở dưới một gốc cây nha cả nhà. Kệ, để mình quay vô nhà coi nha. Cái cây này á, này quá đẹp luôn rồi cả nhà. Này là cây chanh hay cây tắc gì nè. Lá này có gai nè cả nhà. Mình sẽ lấy dao mình tiến hành mình bứng nó nha cả nhà. Xịn luôn nha. Quá đã. Thì cây gốc cây mình vừa đem về nè, thì mình dùng cưa mình cưa mấy cái nhánh ấy rồi, mấy cái nhánh dư dư rồi nó thì cây lá này. Cái này còn phải dốt này kia rồi lại nha. Bây giờ mình sẽ phơi cho nó khô nha nha. Cũng quy trình cũ dục lúc nha, phơi cây này thì không uống nha, tại vì hai cái nhánh nó song song luôn rồi, không cần uống, mốt mình chỉ cần chỉnh sửa lại thôi. Bây giờ mình sẽ phơi cho nó khô nha cả nhà. Ok, nắng hôm nay nắng mình sẽ dục lúc nhà mình phơi nha. Còn mấy cây mình chưa làm nữa nha, mình kiếm được cây mới rồi đó, bỏ lúc nhà phơi nắng nha cả nhà, để khi nào nó khô mình làm cho cả nhà coi nha. Nha, đây là một cái gốc chanh nha, một cái gốc cây chanh lên hai nhánh nha cả nhà. Nó khá là đẹp nha. Phơi cũng một tuần lễ rồi nó, thì hai cây nó một cây bự cây nhỏ, cây bên đây bự cây bên đây nhỏ nè. Nói chung thì mình sẽ cắt gọt rồi mình sẽ làm cho nó liền lạc hai cây lại, là mình có làm dấu hôm bữa nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào công đoạn cắt nha. Thì tùy theo khổ tay mỗi người bắn cỡ bao nhiêu, chạc bấy nhiêu thì mình sẽ cắt chạc bao nhiêu nha cả nhà. Đó, còn mình thì mình cắt theo cái khổ chạc của mình. Cho nên sẽ mình sẽ không quay cái phần cắt. Cái phần cắt mình sẽ là mình cắt giảm nó đi để cho video ngắn bớt nha. Nên như mình làm dấu mình cắt ngang đây. Đó, cả nhà bắn dài hơn cắt ngang đây, bắn thấp hơn cắt xuống đây. Đó, bây giờ mình sẽ cắt giảm phần cắt đó nha. Đây nha. Thì mình đã cắt xong rồi, thì hình thù của nó ra như này nè. Thì tiếp tục mình sẽ gia công nha, gọt cái này bỏ, gọt đều dưới bên đây, ốp cái này vô, bo cho cây này nhỏ lại. Ok, cái này sử dụng dao gọt hơi nhiều nha cả nhà. Nha, đầu tiên mình sẽ dùng dao mình gọt xử lý mấy phần thô về trước nha cả nhà. Nha. Thì sau khi mình gọt mấy phần thô rồi thì tiếp tục mình gọt vỏ nha cả nhà. Cây chanh khá là cứng cho nên mình gọt hơi lâu nha. Rồi tiếp tục mình dùng dao mình gọt vỏ nha. Mình gọt phần vỏ ra. Tại vì cái vỏ nó sần sùi, nó bám cứng lắm, không có tróc ra như lùng mứt hay là mấy cây khác. Sau khi mình bóc vỏ ra thì nó lộ diện phần khô ra này. Thì cái phần nào u thì mình sẽ gạt gọt bớt nha. Gọt bớt ra liền này nha. Bạn có thể dùng dao gọt hoặc dùng dao đẻo cũng được nữa. Okay. Bây giờ mình sẽ dùng dao mình đẻo nhưng mà mới vẽ cái đầu chạc này. Thì do cái phần cây bên đây nó bị ốp này nha, nó bị ốp cho nên đầu chạc này sẽ hơi nhỏ nha. Đầu chạc nhỏ nhưng mà vẫn đủ bề để cọc thun bắn nha. Đây, chạc hạt dưa nha. Nó là hạt dưa bí gì á. Giờ mình sẽ dùng dao mình gọt nha nha. Nha, do cái lá mình không đều cho nên mình sẽ gọt phần này trước nha. Gọt cái này cho nó đều như bên đây là mình sẽ dễ dàng mình đẻo hơn nha cả nhà. Mình gọt cái phần bầu chạc này nè. Đó, dùng dao đục dễ gọt nha. Đục dễ cái mỏ nó nhỏ dễ luôn vô gọt. Mình tính dạt
nhưng mà quên cái là chưa có gọt cái đó, mình dạt lại nhìn nó xéo, mình phải gọt cái này trước. Để cho biết cái chạc mình nó ngay xéo chỗ nào mình mới dạt được nha. Cái chanh khá là cứng luôn đó nha, vào được dễ cắt không đi luôn á. Rất cứng luôn. Bào vô đó thì bào vô đánh lòi cái chạc ra nè. Điều lại là cái nha. Đây nha. Thì sau khi mình lục đẽo cơ bản thì ra cái hình này rồi. Mình tiếp tục mình vẽ cái phần chạc, mình làm tiếp phần chạc nha cả nhà. Làm phần chạc trước đi. Đây nha, thì cái này chạc 7 nha cả nhà. Đúng chạc 7 luôn nha cả nhà. Thì sau khi mình gọt phần đầu chạc này kia đó thì tiếp tục mình sẽ gọt tiếp nha cả nhà. Thì nó cái chanh này cứng quá, gọt không nổi luôn á. Mình dùng dao mình dạt sơn nè. Mà cứng quá, làm đúng nó chua luôn, chua theo đúng nghĩa đen nghĩa bóng của cái nãy cái chanh luôn đó nha. Ok, có cái rãnh này thì không khắc phục được rồi, cái nào mình sẽ bùa khắc phục được mình sẽ khắc phục rồi. Gọt cái vỗ gì mà giờ nó ra đúng cái hình cái nãy này nè, nhưng mà còn gọt nhiều cái lắm đó nha. Gọt ở đây cho ốp vô tí xíu cho nó đều như bên đây nè, nhưng mà chưa được nữa nè, chưa xong nữa nè, cứng quá. Mình sẽ tiếp tục gọt nha cả nhà, gọt lâu lắm. Cái nhà cứ thấy mà không đều cái nhà cứ gọt trừ qua trừ lại lên sẽ đều thôi. Mình sẽ tiếp tục gọt nha, đúng chua luôn đây nha. Xong khi mình gọt mà cái ná mình cũng định hình được rồi. Ôi tôi nói nó đau tay kinh khủng luôn nha, cái chanh rất là cứng luôn này, gốc nữa chứ lỗi không à. Lỗi không nữa nha, gọt rất là đau tay luôn. Mấy phần này thì bị thiếu thịt rồi, không có bùa được nha. Này chắc lấy mấy cái mặt cưa hay là mấy cái vỏ cây mình lắp lại. Ok, giờ mình sẽ gọi là mình sẽ làm cái đầu chạc đi. Nó vẫn chưa có đều nữa nha, thấy không? Bên này nó ngắn hơn bên này nó dài hơn nè. Đó, mình sẽ gọt bên này cho nó ngắn lại bớt. Cái nha. Thì sau khi mình cắt vỏ đó thì mình đã rút ngắn nó lại tí xíu nha cái nha. Nó thì nhìn đồng thanh đồng thủ hơn. Nó nhìn nó cũng đều hơn. Với lại nó cũng vừa tay hơn cái nha, rất là vừa tay. Để dài quá thì nó nặng, cái chanh này nguyên cái gọt, bộ lõi luôn, rất là nặng mà rất là chua luôn, phồng tay luôn nha. Phồng tay luôn, đổ lưng luôn nè. Thì rất là cứng, gọt rất là cứng, phồng tay luôn. Thì mình đã gia công hai phần đầu chạc, tại vì do phần bên đây nó lõm nè, thịt nó là không có luôn chứ không phải là mình gọt như ấy nha. Phần vỏ còn xanh xanh này nha, thấy không, nó bị lõm nè, cho nên là cái phần chạc này làm nhỏ nha nha. Mình bên đây mình sẽ làm cũng nhỏ luôn. Ok, hai bên nó bằng nhau rồi thì mình sẽ tiếp tục dùng cưa nha cả nhà. Mình xẻ rãnh nha. Đó, mình xẻ rãnh rồi mình xẻ rãnh rồi mình sẽ làm cái rãnh chạm thun. Nó cứng rồi nha, cưa không thấy ăn luôn. Nãy cái chanh này làm đúng chua luôn. Chua theo đúng nghĩa bóng như nghĩa đen luôn. Sẽ rãnh hai bên đều như nhau nha. Sau khi mình cưa hai cái rãnh này mình sẽ dùng dao mình gọt rãnh nha, gọt ở dưới mình gọt lên nha nha. Rất là cứng, gọt dao không ăn nhiệt nhiều luôn á, mà cứ bình thường cứ từ từ mà gọt cái nha, cứ từ từ mà gọt. We'll be right back.
đây ha các bạn. Thì mình gọt dưới lên rồi bắt đầu mình sẽ gọt ở trên này, mình gọt xuống nha. Đây nha, sau khi mình gia công cái đầu chạc rồi thì mình sẽ dùng miếng chai nha, sử dụng miếng chai mình cạo nó nha. Đây miếng chai mình sẽ cạo cho nó liền lạc lên nha. Tại vì nãy giờ mình gọt dao á nên nó không có liền, mình phải dùng miếng chai mình cạo cho mấy cái đường gọt của mình nó liền nha, đừng cắt này kia nó liền lại nha. Cây chanh này rất là cứng á. Thì sau khi mình dùng miếng chai mình gọt lại thì cái nán của mình nó đã hết dấu dao rồi ha. Thì tiếp đến mình sẽ dùng miếng nhám mình chạy nha. Miếng nhám mình xài miếng nhám bự, miếng nhám nhỏ luôn, hai loại đó. Thì mình chà, mình xài nhám lớn trước, sau đó mình sẽ gọi là mình chà với nhám nhỏ là sao nha. Đây, công đoạn chà nhám này thì cũng lâu nha, cây này cứng quá, cây chanh đúng chua luôn. Từ nào bây giờ mới làm lá thì chà luôn, cứng cực kỳ luôn, rất là cứng luôn. Chà nhám nữa cũng mỗi mòn à, cứng lắm. Nhưng già không thích ăn gì hết ta, cứng quá chà nhám không ăn luôn nữa. Nhưng cái công đoạn chà nhám hay xong y vậy cột không vô lắm là ok rồi. Rồi mình làm mình chà nhám cho nó láng cái nám này, rất là cứng luôn ấy. Nhát chà miếng nhám cũng vô luôn á. Chà mà không thấy ăn gì hết à. Cái chịu khó chà hơi lâu rồi đó nha. Đây nha, thì mình cũng chà nhám này kia rồi xong rồi, nó mình có thể gọi lẫm bóng luôn rồi đó nha, khá liền lạc luôn ha, cầm bắn rất là vừa tay luôn. Hai mặt này nha, đó khá là im nha cả nha. Giờ có thể cột thun vô là bắn nó ok rồi, mặt nào cũng liền hết, rất là bóng luôn. Cây chanh nha, lọt đúng vô luôn, đúng vô luôn, chua theo nghĩa bóng lại vậy đó nha. Giờ cột thun vô là bắn thôi, chạc quá đều luôn. Đây là cái lõm của cây tự nhiên. Đây nha, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thiện cây nái cây chanh của mình rồi nha cả nhà. Cây chanh nha, chua đúng như bóng như đen luôn. Ok, thì cây nái này giờ cột thun vô bắn thôi, chạc bẫy nha cả nhà, tròn nù chạc bẫy rất là vừa tay luôn, cầm bắt rất là điềm tay luôn á. Nó thì nó hơi nắng nha, nên giờ đây hơi nắng. Nó thì cái nhà thấy thích đó, thì cho một like, bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Còn cái gì hoàn thiện nữa thì chét nhớt nữa thôi, còn chét nhớt thì bạn bảo quản lâu thì chét nhớt vô phơi nắng nữa, còn mình thì mình chỉ để như vậy thôi. Nếu mà có nữa thì mình cũng xịt keo này, cái sơ bóng nó xịt lên là xong nha. Nó rồi còn chét nhớt nữa, hoàn thiện rồi nha. Nó giờ có thể cột khung vô là chơi được rồi, khá đẹp này nha. Ok, thì mấy cái lỗ này đó là do kiến đục nữa nha, đó. Chứ không phải là do gọt phạm nha, do kiến đục á. Rồi mình chỉ là gọt gọt cho nó đẹp đẹp miếng thôi, cái này nhỏ quá không gọt được. Ok, thì rất đẹp, rất đầm tay luôn, rất là nặng, nguyên cái gốc luôn nè, khúc này là nguyên gốc luôn. Ok, thì clip mình làm tới đây xong rồi nha, đó, nhà thấy thích không, đẹp không? Đó,
clip mình làm thì tới đây mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip mình. Nếu hay cho một like, bấm đăng ký ủng hộ kênh YouTube này. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà các clip làm lá tiếp theo nha. Cái lá này là cây chanh nha.